Đám cưới của Minh Tú cùng chồng người Đức Chris đã kết thúc được nhiều ngày, nhưng dư âm vẫn còn khiến dân tình xôn xao. Trong đó, loạt outfit của dàn khách mời là điều đáng chú ý, lóa mắt với màn bóc giá có người mang túi trăm triệu. Tối 13 tháng 4, lễ cưới của siêu mẫu Minh Tú và chồng người Đức, tên thân mật là Chris, chính thức diễn ra. Trong ngày trọng đại, Minh Tú diện 3 bộ trang phục độc đáo đến từ nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Không ít người nổi tiếng trong các lĩnh vực đã đến chung vui cùng vợ chồng Minh Tú Chris. Thiệp mời cũng ghi rõ, khách đến tham dự được yêu cầu diện trang phục màu đen. Dù mặc đồ đơn sắc, dàn khách mời vẫn xuất hiện lộng lẫy trong những bộ cánh ấn tượng. Người chị em thân thiết của Minh Tú, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên tham dự đám cưới Minh Tú trong bộ váy hai mảnh đến từ thương hiệu trong nước có giá 950.000 đồng. Bộ đồ bao gồm áo quây hai dây và chân váy dài. Diễn viên Thúy Ngân trẻ trung trong bộ váy dáng corset của thương hiệu Việt có giá 950.000 đồng. Cô kết hợp thêm quần tất lưới, cá tính cùng giày cao gót đính nơ cùng màu, đeo túi xách màu bạc. Có thể thấy, nữ diễn viên tuy diện đồ với brand có giá tầm thấp nhưng vẫn vô cùng sang chảnh. Người mẫu Tú Hảo cũng lựa chọn mẫu váy dáng corset có tùng xòe với điểm nhấn là bông hoa đỏ nhỏ nhắn trên ngực. Mẫu váy đến từ thương hiệu nội địa, hiện có giá 860.000 đồng. Người mẫu sinh năm 1996 cầm trên tay túi xách mini Cedro Bag with Sharp của Dior có giá bán lẻ 105 triệu đồng. Không kém cạnh Tú Hảo, Á hậu Thủy Tiên tham dự đám cưới Minh Tú Chris trong bộ váy đen cổ chữ V. Cô tô điểm cho vẻ ngoài bằng bộ trang sức lấp lánh, tay túi xách medium Lady D Little Bag của Dior có giá bán 145 triệu đồng. Gia nhập hội đeo túi trăm triệu là vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương. Trường Giang lịch lãm trong bộ vest đen với ghim cài áo của nhà mốt YSL. Hiện món phụ kiện cài áo giống nam nghệ sĩ được bán với giá 550 USD, gần 14 triệu đồng. Trong khi đó, Nhã Phương ghi dấu ấn nhờ vẻ ngoài quý phái với mẫu váy lụa. Cô tạo điểm nhấn cho trang phục bằng bông hoa cài trắng và túi xách Small Lady Dior Bag có giá 130 triệu đồng của Dior. Về phía cô dâu Minh Tú, khi đón khách, siêu mẫu sinh năm 1991 diện áo dài đỏ và đội mấn cùng tông màu được đính kết ngọc trai và pha lê. Nhà thiết kế cho biết, trang phục được lấy cảm hứng từ áo dài cưới của mẹ Minh Tú. Lúc bước vào lễ đường, Minh Tú diện váy cưới trắng thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn quyến rũ. Trung Thanh Phong tiết lộ, bộ váy thứ ba được tạo nên từ các món đồ quần áo cũ. Bộ váy mang đến sự phá cách, tinh nghịch và thể hiện được nét cá tính riêng của cô dâu. Minh Tú hoàn thiện vẻ ngoài với đôi giày thể thao và kính râm đen. Sau đám cưới, Minh Tú cũng đã có bài đăng cảm ơn những người đã giúp đỡ và tạo nên một đám cưới tuyệt vời này. Cụ thể cô cho biết, Tú hạnh phúc, Tú trọn vẹn, Tú có một đêm rất tuyệt vời để kể cho dù nhiều năm sau nữa, thật sự cảm thấy được yêu thương, được trân trọng, được chia sẻ từ tình cảm ấm áp của gia đình, người thân, bạn bè, anh chị em xã hội, đồng nghiệp, cộng sự và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả thân thương. Thành tâm rất biết ơn và trân trọng tất cả sự nhiệt thành và sự hỗ trợ, tình yêu thương của mọi người đã giúp Tú có một ngày trọng đại khó quên như thế. Đám cưới của Minh Tú là một sự kiện được giới truyền thông và công chúng săn đón vô cùng nồng nhiệt. Đa số khán giả đều hết lời khen ngợi nữ siêu mẫu bởi sự chỉn chu, nghiêm túc, tỉ mỉ và đề cao tinh thần bảo vệ môi trường của cô dâu. Điều khiến dân tình thêm phần ngưỡng mộ Minh Tú chính là vợ chồng người đẹp đã trích một phần tiền mừng cưới để cùng dàn khách mời tham gia hoạt động từ thiện tại chùa Từ Hạnh ngay sau khi đám cưới khép lại.